chào mọi người nhá. Hôm nay mình giao lưu tất cả anh em mẫu cắt tóc kém short mốt nhá, là những cắt tóc cơ mảnh. Hello Trung Kiên nhá, Trung Kiên em của Yến Sáng, chào thầy. Anh chào Kiên nhá, được nhớ mọi người chứ nhở. Sau cắt tóc ấy, bài cắt quan trọng nhưng mà phương pháp xử lý quan trọng hơn mọi người. Phương pháp xử lý là gì ấy? Là tùy mỗi chất tóc màu ngược, chất tóc màu xuôi, chất tóc dày hay mỏng, để mà cắt làm sao tạo độ phồng vừa đủ, phù hợp và tạo độ sang một mẫu tóc. Xử lý làm sao để cắt xong lại tóc càng mọc ra càng đẹp mọi người. Bài cắt cực kỳ quan trọng. Xong bài cắt nó được dựa trên phương pháp xử lý. Đây là phần khu mà nó sẽ tạo độ phồng và đường phun viền. Kỹ thuật cắt này cắt xong là đẹp luôn mọi người nhé. Tóc cắt xong nó sẽ vào form. Và mình quan niệm rằng một form tông ngắn này nó phải đẹp từ 4 góc. Bên này là trên tóc màu ngược mọi người này. Bắt đầu chị đây. Ui ơi, đi từ thêm mình như đây chỉ là cắt tóc vậy phải á? Giới thiệu người đây là chị khách của mình ở Thái Bình nhá. 4 giờ chị nhắn tin là cô ở salon mà chị qua cắt tóc, chị đang ở Thái Bình chị lên. Bây giờ thì chị bảo là cắt xong tóc thì chị sớm chị về nhà luôn. Hôm nay tiết to không chị? Em gái mới về bỏ em là 11 rưỡi đêm làm tóc không? Em bảo là mới gì? Thì hôm đấy là nó ở bên Thái về thì nó về muộn mà. Vâng. Hôm qua em làm tóc nhưng mà chắc là muộn quá, không làm được đúng không? Muộn quá, 11 rưỡi đêm rồi. Thế em bảo là hay để sáng sau làm sớm. Thì bạn bảo là em lại đi luôn Thái Nguyên đi đâu ấy. Không, sáng đi Bắc Linh. À, Bắc Linh đúng không? Đi Bắc Linh xong rồi về quê luôn á. Vâng. Bạn đã sang Thái gì? Ừ, đây đang ở Viện Tóc Hiền Nguyễn. Địa chỉ anh ở chỗ nào vậy? Anh ở số 87 đường 19 tháng 5 Văn Quán Hà Đông mọi người nhé. Quan sát là khi cắt xong mọi người thấy không? Cắt ứng dụng ấy, đó là cắt đến đâu sạch đấy, cắt đến đâu gọi là đẹp luôn đến đấy mọi người nhé. Tất cả những kỹ thuật cắt ứng dụng đây khắc phục được các cái lỗi như chân tóc mọc ngược xoáy hoặc là cắt xong tạo độ phồng, tạo độ mềm. Nó phải đầy đủ các yếu tố của một mẫu tóc mà nó mang các yếu tố về thẩm mỹ. Xong là sấy khô là vào lên mọi người nhá. Sao đấy? Đánh nhỏ à? Sao lại kỹ thuật xử lý thái dương nhá mọi người nhá.
Phạm xin em cắt cứ bị cục ở phần đỉnh tai yên. Đúng rồi em ạ, cái này là do mình liên kết từ đằng sau và đằng trước ấy, cái góc độ nó em dâng cao lên nó sẽ không bị lặn, còn nếu mà em dâng thấp ấy, đa số thấy rất nhiều các bạn hay bị dâng thấp ấy, nên cái tai nó sẽ không có khuyết hay là bị lặn. Cái phần da lúc cái tai này rất nhiều người hay bị lỗi. Đây cái phần này nó hay bị cục ở cái đoạn này đúng không? Da giữa thái dương và đằng sau đúng không? Phân khu chẩm đúng không? Ở đây mọi người dâng cao lên nhá. Văn Hùng, hello anh, cho em học cùng với anh nhé. Ok, em chào Hùng nhá. Phạm xin, dạ anh ạ. Ok em. Mọi người sẽ thấy cái bài cắt của anh rất là đơn giản nhưng mà nó sẽ hiệu quả. Vì thực ra cái sự đơn giản này nó không phải là mình làm nó cầu kỳ cho mình biết nó đơn giản, mà là mình hay làm tốt những cái điều mà nó cơ bản nhất. Một số bạn hỏi anh là quá cắt của anh ấy thì có phải là căn bản hay không ấy, thì nó hoàn toàn dựa trên nền tảng căn bản mọi người. Nguyễn Văn Hùng ăn uống gì chơi nơi? Anh chưa, anh chắc lốt chị mới ăn, anh vừa đi Thái Nguyên về. Chị ở Thái Bình lên, chị ở qua nhà bị qua cắt tóc. Tóc vậy mỗi phơi khô nó sẽ có một tác dụng riêng và người thợ thì cần nắm rõ điều này thôi là chúng ta phải thiết kế thoải mái này nhé mọi người nhé. Phạm Trường, hello. Còn bây giờ mình chuyển thôi nhá. Tự Nguyễn, em ơi, Hà Nội khóa gần nhất ngày bao nhiêu cho em hỏi rồi ạ? Em thuận nhá. Khóa gần nhất của Hà Nội là ngày 26 tháng 3 này toàn ạ. Và khóa Sài Gòn là ngày 20 tháng 3. Đây mọi người nhìn này, khi cắt xong rồi tóc nó sẽ tự vào lên nhá. Chúng ta cần phải tận dụng được độ phồng tự nhiên của tóc cộng với lại đặc điểm của chất tóc cũng như là một sợi đầu khách hàng ấy để chúng ta tạo ra cái độ phồng. Nguyễn Mạnh Quyết, nét của anh cảm ơn Quyết nhá.
ta thì được sấy khô tự nhiên rồi là tóc vào lết rồi. Tại vì khi mà chúng ta làm tại salon ấy, thì cái việc mà cắt ra cái mẫu tóc mà rất là tóc ngắn đấy, sấy khô tự nhiên mà là vào lết đấy là vẫn giữ được độ sang, độ phồng nhảy ấy. Khách hàng rất là thích nhá mọi người nhé. Lương Lương Minh Tuấn bài gì đây anh ơi? Đẹp em ạ. Trận Nguyễn, dạ vâng, TMIB. Như Phạm ở trong Đồng Nai em ạ. Lá trên mua máy xay ion đi shop. Lá trên ạ. Ion này có mà. Đức Thân, hello anh Thư. Anh chào Thanh nhá. Thôi thì mình sẽ tỉa không cần đầu kiểu luôn mọi người nhá, để cho anh em xem nhá. Đây mọi người nhìn này, sau khi sấy khô là tóc nó ra vào lết rồi này. Phát tóc tém hay nó đẹp, đẹp nhất ở cái phần bấm biển của người nhé. Bấm biển và hoàn thiện phần gáy để làm sao nó phong tóc nó có hồn hơn đấy. Là có chung một phương pháp. Cái phương pháp này thì mình tin chắc là ai khi mà đã được học hoặc được va chạm nó thì đều có thể xử lý được tất cả những loại chất tóc và tạo những cái mẫu tóc theo phong cách của riêng mình. Phạm Trường, cơm nước gì chưa thư? Em chưa anh, anh cơm chưa anh?
và trên này thì mình sẽ tỉa làm mềm và làm đừng cột quá, đừng cột quá. Bằng cái giấy tay là được. Nghe Phạm Trường, anh Vương nghỉ chuẩn bị ăn. Thu xếp công việc lên Lào Cai Trung Quốc chơi đi. Anh Vương nghỉ chuẩn bị ăn. Thu xếp công việc lên Lào Cai chơi. Ok anh, hôm nào đưa em đi ăn rắn nhá. Lên Lào Cai sướng nhá. Chưa đi rồi mà chị chưa biết ăn cái đấy. Lào Cai nó có quán. Em chào anh Hà Việt Nam nhá. Anh Ba chào thầy. Em chào anh nhá. Em chào anh Ba nhá. Về nhà luyện nhiều chưa? Ok đây mọi người nhìn này, mình đã cắt xong rồi, không cần phải đọc kiểu rồi nhá. Hy vọng có những cái gì mình giao lưu với anh em sẽ được anh em cảm nhận được tính thực tế của nó, cũng như là những cái kỹ năng nó rất là đơn giản thôi, nó không phức tạp như mình đâu. Đình Văn có tuyệt vời luôn anh à. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp mọi người vào live sau nhá.